trong bối cảnh giá xăng tăng mức cao kỷ lục, thị trường xe Việt sắp đón thêm nhiều mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu rất ấn tượng. Suzuki Ertiga Hybrid Theo dự kiến, Suzuki Ertiga Hybrid sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9, bắt đầu giao xe từ tháng 10. Điểm đáng chú ý nhất trên phiên bản này là động cơ Hybrid, có tên gọi Smart Hybrid, xe sử dụng kết hợp động cơ xăng 1.5 lít và mô tơ điện, cho công suất 102 mã lực, mô men cực đại 137 Nm. Theo nhà sản xuất, Suzuki Ertiga Hybrid có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 4 lít 9 cho 100 km đường hỗn hợp. Suzuki Ertiga bản Hybrid có một vài thay đổi về thiết kế như lưới tản nhiệt 3D, thanh chrome chạy ngang đuôi xe bắt mắt. Mức giá của Suzuki Ertiga Hybrid được kỳ vọng sẽ rẻ dễ tiếp cận tới nhiều khách hàng phổ thông. Tiếp đến là Kia Sorento PHEV. Tháng 10 năm 2021, Thaco từng công bố kế hoạch mở bán Kia Sorento PHEV trong tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, tới nay vẫn chưa có thông tin chính thức về việc ra mắt Kia Sorento Phép tại Việt Nam. Kia Sorento Phép sử dụng kết hợp động cơ xăng điện, cho tổng công suất 261 mã lực và mô men xoắn 350 Nm. Phiên bản này có thể sạc ngoài để nạp điện cho bộ pin lithium-ion 14 kW. Hệ thống chuyển động plug-in hybrid giúp Sorento Phép tiêu thụ chỉ 2.9 cho 100 km. Nếu chỉ sử dụng động cơ điện, Kia Sorento Phép có thể đi được 52 km cho một lần sạc. Ngoài ra, kia Sorento Phép còn sở hữu nhiều trang bị, tính năng cao cấp như đèn full LED, kính chắn gió cách âm, mâm hợp kim 19 in, đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng 10.25 in tích hợp Apple CarPlay Android Auto. Cuối cùng là Nissan Kicks 2022. Từ đầu tháng 2, một số tư vấn bán hàng đã nhận đặt cọc Nissan Kicks với mức giá dự kiến từ 650 triệu. Xe dự kiến ra mắt tháng 5, nhưng trễ hẹn sang tháng 6 hoặc tháng 7. Nissan Kicks được trang bị hệ thống e Power với động cơ 1.2 lít 3 xi lanh kết hợp motor điện cho tổng công suất tối đa 127 mã lực và mô men xoắn cực đại 260 Nm. Xe có 4 chế độ lái, Normal, S, Eco và EV, cùng công nghệ EFED cho phép người lái khởi động, tăng tốc hoặc giảm tốc và dừng xe bằng cách sử dụng một bàn đạp duy nhất. Theo công bố, Nissan Kicks có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 4 lít 6 cho 100 km. Không chỉ tiết kiệm xăng, Nissan Kicks còn sở hữu nhiều tính năng an toàn như camera quan sát và cảnh báo di chuyển xung quanh xe, hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp. Xe cộ XX